Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ra5 Fitness. Đối với chị em phụ nữ 43 tuổi, cao 1m57 nhưng nặng 75kg thì BMI cơ thể đang ở mức béo phì cấp độ 2 30.4 điểm. Và đây là sẽ là những bài tập nhẹ nhàng, đơn giản để mà bạn có thể tập theo tại nhà đơn giản. Hãy cố gắng tập theo Ra5 Fitness để giảm cân và thay đổi vóc dáng của bạn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tập trong 8 phút, 8 bài tập, 45 giây tập, 15 giây nghỉ. Cố gắng tập theo tôi cho tới hết nha. Nó sẽ đơn giản lắm, nó không có khó đâu. Rồi bây giờ chuẩn bị bấm giờ nha, các bạn cố gắng tập theo tôi nha. 45 giây đầu tiên, bài tập 1, đứng chạm tay như thế này, mở rộng tay ra xuống, các bạn hơi mở rộng chân, nhún xuống nhẹ nhàng một chút thôi đó, nó đơn giản không, hít thở đều nha. Rồi tập theo tôi nha, rồi cố gắng bình tĩnh, hít thở đều. Đối với người thừa cân béo phì, các bạn tập nhẹ nhàng như thế này nó sẽ rất là đơn giản để mà bạn bắt đầu tập luyện giảm cân tại nhà cùng Ra5 Fitness. Tiếp tục hít thở đều nha, hít thở dễ không, rất là dễ. Tôi sẽ tập rất là chậm để các bạn có thể tập theo tôi nha. Cố lên, ngưng. Rồi chúng ta có 15 giây nghỉ, đứng hít thở đi. Rồi bài tập tiếp theo chúng ta sẽ nhảy đáp bật nhẹ nhàng trên mũi chân, các bạn nhớ mang giày khi các bạn tập tại nhà nha. Tay dang ngang ra nè, đó, nhảy nè. Chân của các bạn có thể, đó, các bạn tập nhẹ nhàng vậy thôi. Chân của các bạn có thể đang xéo chân, bạn nào tập chưa quen á thì các bạn tập chậm như thế này nè, đó, tập chưa quen tập chậm như thế này, khi nào quen hơn thì chúng ta sẽ nhảy nhanh hơn. Đấy, cứ bình tĩnh hít thở đều nha. Tiếp tục. Còn tới 25 giây nữa, cố gắng chúng ta hít thở đều, đáp bọc nhẹ nhàng trên mũi chân nha. Ráng lên. Cố gắng lên. Ôi, 15 giây nghỉ, đứng thở đi các bạn. Chúng ta còn phải đứng hít thở để chúng ta tiếp tục chuẩn bị vào bài tiếp theo. Hãy kéo thảm ra, tiếp theo chúng ta sẽ nằm đập bụng nha. Rồi nằm xuống thảm nào, đẩy tay lên nè, bắt nè, nhìn thẳng hướng lên trên, tay đẩy lên nè, hít nè, thở, gồng cái phần cơ bụng ngay dưới phần ngực của các bạn, hít thở, đẩy lên cao, thở, hít, thở, hít, thở. Rồi cố gắng lên nào, tiếp tục 20 giây nữa, cố gắng mình đẩy cái tay của mình lên cao lên nha. Đó, bạn nào mà chưa quen thì các bạn nằm xuống luôn rồi đẩy lên, lấy ra, bật lên, lấy ra, hít, bật lên, lấy ra, hít, bật lên, ngưng. Rồi, hít thở. Tiếp theo chúng ta sẽ tập bài gì? Tiếp theo chúng ta sẽ tập bài nhảy đáp bật chân ra vô. Rồi các bạn sẽ chống tay như thế này, chân để ở đây sẵn sàng nhé. Nhảy vô, đó, nhảy vô, đó, vũ ra, nhảy chậm chậm thôi. Rồi nhảy vô, nhảy ra, hít thở, nhảy vô, nhảy ra, hít thở. Bạn nào chưa quen thì các bạn giữ được thế plank này cũng được. Nhảy vô, nhảy ra, nhảy vô, nhảy ra, hít thở đều nha. Rồi, đứng thở một xíu. Rồi, nhảy vô, nhảy ra, nhảy vô, nhảy ra. Tiếp tục 15 giây nữa, cố gắng lên. Thở nè, dạng đây, thở. Tiếp tục nhảy, thở, nhảy, thở. 5 giây, cố gắng lên. Ngưng. 14 giây nghỉ, 15 giây nghỉ. Tiếp tục. Rồi, bài tiếp theo chúng ta sẽ vẫn tập ở thảm. Hãy chống tay trong tư thế plank và nâng một chân bên phải trước nha. Rồi, các bạn nâng lên gì?
Đó, đơn giản không? Bạn nào quen hơn thì xuống, lên, gồng cái bụng lại. Các bạn cố gắng các bạn gồng cái bụng lại một chút để nó tác động vô phần cơ bụng của các bạn nhiều hơn nha. Nâng lên, nhẹ nhàng thôi. Đó, đẩy chân xuống. Nó sẽ rất là mỏi. Đó, chúng ta luân phiên hai bên chân. Rồi, bạn nào chưa quen thì chống cái tay xuống gì, nâng. Đó, đây là cách cho người mới tập nè. Đó, nó nhẹ nhàng, nó dễ, bình tĩnh đều. Đó, rồi chúng ta nâng lên một xíu. Nâng lên, nâng lên, bắt đầu thấy mỏi chân rồi đúng không? Tiếp tục, tiếp tục. Rồi, ngưng. Thở, thả lỏng, thả lỏng chân liền, duỗi chân ra, thả lỏng, thả lỏng, hít thở đều, và bây giờ chúng ta sẽ tập bên, ngược lại, tập chân bên trái, nha. Nâng lên, đó, khi nào bạn đang chưa quen á, các bạn chống đây thẳng tay gì nè, đó, nhẹ nhàng thôi, đó, hết sức nhẹ nhàng, đó, bắt đầu thấy hơi mỏi, chống đầu gối xuống, nâng, dày cũng được, nha, nhẹ nhàng vậy thôi. Tập cho cái phần mông và phần cơ bụng. Chưa quen nữa thì chống tay xuống. Khỏe hơn chút, chống tay xuống. Chống tay xuống, chống tay xuống nó nặng hơn xíu nè. Rồi, giữ ra tư thế lên gì luôn. Đó, nó sẽ nặng hơn nhiều nè. Đó, bình tĩnh. Đó, bắt đầu thấy mỏi chân đúng không? Co lại. Đó, rất là linh hoạt để các bạn tập theo nha. Rồi, hết đỡ hết mỏi chân nè. Nâng ra, theo 5 giây cuối cùng nè. Ngưng, thở, 15 giây nghỉ. Thôi, đứng dậy. Rồi, đứng dậy nha. Bài tiếp theo, các bạn đứng dậy. Mở rộng chân nè, thấy không? Rồi, thở, thở, vươn tay. Chạm, chạm mũi chân luôn nha. Gặp người sau xuống, chạm mũi chân. Có thể đẩy tay vừa hoặc là đẩy tay lên cao hơn. Xuống, gặp xuống chạm mũi chân. Hít nè, thở, hít nè, thở. Lưu ý kéo căng cơ mông và đùi sau nè. Hít, thở, tiếp tục, tiếp tục, cố gắng lên, tiếp tục, ráng lên nào. Nữa nào, nữa nào, ráng đi, ráng đi. Hít thở đều, 45 giây thôi, hít thở đều, cố gắng lên. Tiếp. Ngưng. Rồi, bài số 8 cũng là bài cuối cùng. Chúng ta sẽ tập bụng, đá chân lên, nâng tay, chạm luân phiên từng bên chân nha. Rồi, các bạn nằm xuống thảm. Tay, duỗi ra, chạm nè. Một, chạm. Hai, chạm. Ba, cố gắng lên. Chạm. Bốn, chạm. Năm, chạm. Sáu, tiếp tục. Bảy, tám, cố gắng lên, cố gắng lên. Chín, hít thở đều nha. Mười, nữa nè. Mười một, ráng lên. Mười hai, tiếp. Mười ba, mười bốn, 15, 16, ráng đi, ráng đi, ráng đi. Tiếp, tiếp, 5 giây cuối, 5 giây cuối. Ngưng. Wow, rồi bài tập đã hoàn thành. Rất là tốt, sẽ rất là mệt. Nhưng mà tập liên tục như thế này sẽ giúp bạn giảm cân, giảm mỡ tại nhà. Đối với chị em phụ nữ ở cân nặng 1m57, nặng 75kg, BMI 30. Rồi hãy cố gắng giảm cái chỉ số BMI xuống, giảm mỡ toàn thân xuống. Nếu mà bài tập này bạn chưa quen, chưa theo được thì cứ nhắn tin trên Facebook của Rai Long Fitness để đăng ký khóa học online phù hợp hơn và được cá nhân hóa theo những công nghệ từ Rai Long Fitness dành cho bạn. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn cùng tập luyện với Rai Long Fitness trong video clip tiếp theo.